tất cả anh em cùng đam mê cắm pin cắm trại nha. Hôm nay chuyến đi nào thì nó cũng có thất thoát, mà chuyến đi này nó bị thiệt hại hơi bị nặng nha. Tổng thiệt hại nó gần 100 củ của chuyến đi này. Cái video này nó kéo dài khoảng 24 phút, nhưng mà nó sẽ thể hiện cái thiệt hại của cái chuyến đi này, nó rất là nặng. Đây là một em Raptor to, giá 1 tỷ 3, 1 tỷ 4, chưa chưa tính tiền độ nha. Nhưng mà anh vui chơi hay lố nên nó bị tổng thiệt hại, giờ nó lôi kéo theo thiệt hại chung của anh em luôn. Nói chung là mình vui mà đừng vui quá thôi, chứ vui nhưng đừng vui quá. Và anh em cứ tham khảo hết cái video này nha, để thấy những cái khó khăn và những cái thiệt hại trong cái này. Đó. Dạ anh em nếu ấy cho xin một cái đăng ký kênh nha, để ủng hộ tinh thần mình sẽ làm những cái video cho anh em coi, anh em tham khảo và chia sẻ địa điểm camping luôn, là kênh là Mô My Home xuyên Việt. Rồi cảm ơn tất cả, chào tất cả anh em nha. Phần đó ảnh đã nhảy xuống nước rồi, anh không ngờ cái chỗ này nó sâu quá. Cái chỗ này nó sâu lắm, nó cách nước chừng 2 mét, nó cách bờ chừng 2 mét thôi là nó sâu cỡ 3 mét rồi. Nó sâu á. Nó sâu xuống nên anh tưởng nó cạn, anh nhảy xuống luôn. Giờ bắt đầu phải kéo, mà kéo từng chiếc một, kéo không được phải 2 chiếc, 3 chiếc, cuối cùng là 4 chiếc. 4 chiếc là dùng kè cáp kéo mới lên được. Nó là một cả quá trình. Kéo này không là cũng đắm đuối luôn nè. Rồi, mời em cùng tham khảo nha. Nói chung là nước thì nó ngập lên ấy rồi, đồ đồ trong xe đồ là tổng thiệt hại trong cái thùng hết, trong cái thùng bán tải đó. Tưởng đầu tiên nó nhẹ nha, mình đem lại một chiếc, đem lại một chiếc Ranger 4x4 đó là một chiếc, nhưng mà cuối cùng một chiếc này cũng không được, do quá trình này nó kéo dài. Đó. Cũng dùng hết lực, mình tưởng nó nhẹ thôi nhưng mà không 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 lên nổi. Anh em cứ theo dõi hết video nha, cái quá trình này kéo không nó gần 1 tiếng đồng hồ. Xịt khói đen tụt mạnh, các con đủ thứ các kiểu, con đà điểu luôn anh em ơi. Vui chơi là nó phải lầy lội, nó phải gặp sự cố gì đó một rồi chiếc hỗ thôi, trợ nhau kéo lên. Mười mấy người lên lên đứng thùng cho nó nặng thiệt á. Đó, giờ thêm một cái con canh trắng này nữa. Khỏe này, hai cầu mà. Cái này là nít xăng. Cầu cứu thêm anh trắng hỗ trợ thêm luôn. Nông nghiệp cầm bịch đó, đem lại chiếc lăng du sơ tóc đó, liều đó, lên đó đó tóc đó liều, đó đó liều nóc lên gớt kẹt đít xuống gớt cái liều lấy lấy sạ ta lấy sạ tôi gớt cái liều á. Uầy dính luôn, sâu quá ông không biết, chạy vòng vòng chơi sâu quá không biết nhảy xuống luôn. Sâu quá tại chỗ này sâu lắm, bước xuống là hụt đò đò đò. Chỗ này có cái hố, chỗ này nó sâu à, chứ còn này đi ra tuốt ngoài kia nó cũng tới ngang lưng quần. Bye.
nhấn thắng lại. Ngay luôn, ngay luôn, ngay lại. Ngay, ngay, ngay. À đây rồi, em hiểu rồi. Đủ xe đỏ đâu có chỗ móc đâu. Dây này đẹp quá, dây này chưa xài phải không? Chưa xài dây đẹp quá. Đâu vô luôn. Được không? Họ hỏi công rồi đâu vô ba chiếc kéo luôn. Sợi dây này chịu không nổi á. Ơi. Lên luôn. Lên luôn. Lên luôn, lên luôn. Ê, gớt đầu, quá trời rồi. Thôi để xem mai tính. Để lâu này luôn á hả? Để lâu này tắm luôn.
Kéo hẳn lên luôn đi. Gỡ pin ra. Anh gỡ pin ra. Gỡ pin ra. Cùng quên cái bộ đàm nữa hả? Xe ngầu quá ngầu. Có pin đây đúng không anh? Có pin đây. Mỗi cái ông lăn già kia ngồi. Ngồi chiếm trễ. Chưa. Xuất phát. Nhiệt tình quá. Không. Lên đây hai chiếc được rồi. Lên đây hai chiếc lôi là được rồi. Ông này hết đường đi luôn, chơi không không đường đi luôn hả Hưng? Chơi hết đường đi luôn hả? Hết đường đi luôn. Bây giờ nói vậy chứ lỡ kéo rồi, công kéo ra có phải nào. Một chiếc à, vô đây chắc một chiếc kéo được rồi. Chiếc này kéo rồi, rồi, lên rồi, rồi. Không cát này đâu có sợ. Hình như tháng dầu mà, tháng dầu mà phải không? Tháng dầu tháng tháng đâu tháng dầu tháng bình thường chứ. Tháng dầu tắt máy những tháng bình thường. Đâu cát này sao ông chạy. Đúng rồi, buông cái thì đứng liền. Rồi cảm ơn nha em trai. Nói xong không nói tiếng nào họ lại chửi à. Nhà họ đang thả chạy bên kia. Đúng rồi thì vô mới vô đó. Ê, bánh trước. Lùi lại qua đây anh Cộng ơi. Ê, ê. Lùi lại qua anh đây.
quá bơi. Không, em dốc xuống biển kìa. Thôi được rồi, nằm đi được rồi, mà làm như thấy cái bánh nó nặng, làm sao làm như bị khóa bánh gì. Chưa kéo tay. Chưa thả tay rồi. Dạ. Chân đang trước nổi luôn. Hiểu không? Chứ đâu có nặng nề gì đâu mà thấy nó không không đi nổi. Thấy giống nặng nề, em thấy bánh này nó bám trên đường nhiều lắm rồi đúng không? Đâu có nặng nề gì đâu. Mà sao công lớp nấu. Ý là cái hông tay. Nhưng mà lúc mở ra rồi cũng vậy, cũng thấy vậy. Ê, cái điện thoại, điện thoại, điện thoại. Trời ơi, trời. Cầm ăn. Của anh hay vậy? Ủa, của anh. Cái này cột cũng được đó. Nó ướt cho ăn. Ướt, ướt. Tháo luôn đi, tháo qua luôn. Dục lên, dục lên, dục lên. Rồi, vé. Yeah. Rồi, vé đi. Quăng, quăng banh cái bãi của người ta luôn rồi. Thiệt, hồi hôm nó còn láng lành nữa, giờ quần nó bánh hơn mấy cài cài nữa. Thích đi lầy, có lầy rồi. Ừ. Không, lầy này trong tàu, trong tầm kiểm soát được. Lầy mà lầy sình mà đi trong núi mới ghê. Đây, hàng kia thôi chứ mấy xe này hỗ trợ phải ghê. Sao không đậu lại trên đó đi, hay là lại đó đang có đường ra nó dễ, tôi không xuống đây chi trời. Được rồi đó, chắc được rồi đó. Được rồi đó. Không được rồi. Tới luôn rồi.
Dạ, dạ. Ngay cửa bước lên á. Bước lên bên hông. Xe mình ở dưới cái lò á. Bước ngang hả? Dưới lò nhìn thấy à. Chỉ anh Biêu à. Go, 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 go,